Sáng 21 tháng 12 năm 2021, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến về phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số và đảm bảo an ninh thông tin mạng đối với dịch vụ nội dung số tại Việt Nam. Tại điểm cầu Đắk Lắk có lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng và đại diện một số sở ban ngành liên quan. Theo báo cáo của Bộ Công an, từ năm 2016 đến nay, đã phát sinh ngày càng nhiều hành vi vi phạm, tội phạm trên không gian mạng ảnh hưởng đến an ninh trật tự nói chung và an ninh an toàn thông tin mạng nói riêng. Trong đó có một số hành vi tội phạm phổ biến như các đối tượng trong ngoài nước đã sử dụng công nghệ cao, tạo lập tài khoản giả mạo danh, thiết lập trạm BTS viễn thông giả mạo để tán phát những thông tin gian lận, đánh cắp thông tin, tài liệu bí mật nhà nước và thực hiện rất nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, lực lượng công an đã phát hiện xử lý 12 vụ, khởi tố 9 vụ với 37 đối tượng kinh doanh đa cấp trái phép nhằm trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Phát hiện xử lý 819 đối tượng người nước ngoài sử dụng công nghệ cao lấy cắp thông tin, lừa đảo, làm thẻ giả để chiếm đoạt tài sản, trong đó đã khởi tố 48 vụ. Ngoài ra, lực lượng công an các cấp cũng đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho toàn dân phòng ngừa những hành vi tội phạm lợi dụng công nghệ cao.